Bảo Khanh và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ làn sóng, theo dõi những chương trình quảng cáo của những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Và tiếp theo thì Trang Lương xin gửi đến một tin tức mới được cập nhật. Điều tra hộp đen thứ hai của chiếc phi cơ Trung Quốc MU-5735 lâm nạn. Hộp đen thứ hai với ghi chú là viết tay đã được tìm thấy giữa đống sắt vụn của chiếc phi cơ Trung Quốc mang ký hiệu là MU-5735. Cuối tuần qua thì các viên chức hãng hàng không Trung Quốc xác nhận rằng tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đi trên chuyến bay MU-5735 đều đã mất mạng trong vụ tai nạn phi cơ thảm khốc ở miền núi phía nam Trung Quốc hồi đầu tuần qua. Cho đến nay, thì nhân viên điều tra đã xác định được danh tính 120 người, trong số các nạn nhân gồm có 114 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn chờ xét nghiệm ADN. Chiếc phi cơ của hãng hàng không China Eastern Airlines mang ký hiệu là MU-5735 đang trên đường bay từ thành phố Côn Minh đến Quảng Châu hôm thứ Hai tuần qua đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu và lao xuống vùng núi. Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cho hay là đang tiếp tục cuộc điều tra và chiếc hộp đen thứ hai đã được thu hồi, chữ bộ ghi số liệu chuyến bay. Hộp đen đầu tiên chứa máy ghi âm buồng lái được tìm thấy hôm thứ Tư và được gửi đến Bắc Kinh để phân tích. Nội dung của cả hai thiết bị này sẽ cung cấp thông tin rất quan trọng về những điều đã xảy ra trước khi chiếc phi cơ đâm đầu rơi xuống đất. China Eastern Airlines cho biết là đã thành lập nhóm để thực hiện kế hoạch bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ tai nạn. Ukraine điều tra nghi vấn tù binh Nga bị đánh đập. Giới chức thẩm quyền của Ukraine tuyên bố là sẽ điều tra nội dung các đoạn băng video xuất hiện trên trang mạng xã hội đã cho thấy là các tù binh của Nga bị đánh đập, trong đó có một số người đã bị bắn vào chân. Cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky là ông Oleksiy Arestovych vào hôm Chủ nhật đã nói rằng Ukraine là thành phần của quân đội châu Âu, sẽ không cho phép để xảy ra các vụ đánh đập, ngược đãi tù binh. Một đoạn clip đã cho thấy có vẻ như là các binh sĩ quân đội của Ukraine đang kéo ba binh sĩ của Nga ra khỏi chiếc xe vận tải vài giây trước khi người này bị bắt giữ đã bị bắn vào chân. Một video khác cũng đã cho thấy khuôn mặt đẫm máu của người Nga lộ ra sau khi trút bỏ chiếc mũ trùm đầu. Theo tướng tư lệnh của quân đội Ukraine là ông Valery Zelensky, thì Nga đã dàn dựng các video giả và khuyến cáo công chúng chỉ nên tin vào các nguồn tin chính thức. Ông cũng nói rằng Nga đã thực hiện cảnh giả để làm mất uy tín của lực lượng phòng vệ Ukraine. Tuy nhiên thì phúc trình cũng đã cho thấy người Nga được nhìn thấy trong clip là một thành viên của một đội trinh sát đã bị bắt ở Kharkiv. Kim Jong-un kêu gọi tăng cường các chiến dịch tư tưởng trong bối cảnh khó khăn tồi tệ nhất. Lãnh tụ Triều Tiên là Kim Jong-un vừa kêu gọi một chiến dịch tuyên truyền nhằm tăng cường ủng hộ của dân chúng đối với tư tưởng tự cường của đất nước trong bối cảnh những khó khăn tồi tệ nhất. Hãng hàng không nhà nước là KCNA cho biết hôm 29 tháng 3, theo như Reuters, đài KCNA cho biết là ông Kim đã gửi một bức thư cho các quan chức đảng lao động cầm quyền đang tham dự một hội nghị hôm 28 tháng 3 nhằm thúc đẩy động lực cho chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy đổi mới trong công tác tư tưởng của đảng. Trong bức thư thì ông Kim cho biết đảng đã tiến lên khi đối mặt với những khó khăn và tồi tệ nhất và nhấn mạnh sự cần thiết phải truyền bá tầm nhìn về chủ nghĩa xã hội Triều Tiên hay sự tự lực. Chúng ta nên coi sức mạnh tư tưởng và đạo đức của quần chúng nhân dân là vũ khí hàng đầu hơn bao giờ hết và khuấy động nó bằng mọi cách, theo như đài KCNA dẫn lời ông Kim nói. Lý thuyết Church có nghĩa là không có gì là không thể làm được khi mọi người được thúc đẩy về mặt ý thức hệ, ông nói. Ông Kim cho biết rằng chiến dịch ý thức hệ nên tập trung vào việc xua tan tà ma chống chủ nghĩa xã hội và các phần tử phi xã hội chủ nghĩa đã gặm nhấm vị trí cách mạng của chúng ta, cũng như theo KCNA. Kính thưa quý vị, Trung Quốc sẽ thế chỗ phương Tây đón nhận dầu khí của Nga. Trung Quốc tăng cường tìm kiếm các thỏa thuận dầu khí mới với Nga khi Âu Châu đã tìm cách quay lưng với nguồn năng lượng của Moscow. Khi phương Tây tung ra làn sóng trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như là cam kết giảm phụ thuộc vào năng lượng từ Moscow, các giới chức của tỉnh Hắc Long Giang là khu vực nằm trên vành đai rỉ sét ở đông bắc Trung Quốc, giáp biên giới với Nga, đã tin rằng địa phương này đang đứng trước cơ hội vực lại mạnh mẽ. Bí thư tỉnh ủy Hắc Long Giang là ông Hứa Cần cũng đã kêu gọi thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước. Chúng ta nên tăng cường hợp tác năng lượng thiết thực giữa Trung Quốc và Nga, mở cửa toàn diện với Nga, đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia,
cũng như là thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai bên, theo tờ Heilongjiang Daily dẫn lời của ông Hứa. Và ông Hứa cũng đồng thời kêu gọi giới chức của Hắc Hà là thành phố sát với biên giới của Nga, thích nghi với những thay đổi mới trong thương mại Trung và Nga, cũng như là khẳng định tiềm năng trở thành cửa ngõ giao thương với Nga và vùng Viễn Đông. Một phần tin tức từ Việt Nam, Phó Chủ tịch thành phố Sài Gòn thiệt mạng vì xe lật trên đường cao tốc. Ông Lê Hòa Bình là Phó Chủ tịch thường trực thành phố Sài Gòn đã mất mạng tại bệnh viện sau khi được đưa đi cấp cứu vì tai nạn lật xe trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương về Bến Tre khi qua nhánh Bến Lức, tỉnh Long An sáng 29 tháng 3. Báo Tuổi Trẻ cho hay là ông Lê Hòa Bình qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An sau khi được đưa vào đây cấp cứu từ vụ tai nạn xe bất ngờ lật ngang lúc 7 giờ 45 phút sáng. Tai nạn xảy ra làm ông Bình và hai người khác bị thương, trong đó có tài xế. Báo VN Express dẫn lời một lãnh đạo phòng hướng dẫn tuần tiễu kiểm soát thuộc cơ quan công an giao thông cho biết rằng tai nạn xảy ra vì vỏ sau của chiếc xe hơi bị nổ, tông vào giải phân cách và sau đó thì lật ngang ở làn khẩn cấp trên cao tốc. Vị trí lật xe cách điểm va chạm với giải phân cách khoảng 10 mét, tai nạn khiến cao tốc bị kẹt xe kéo dài đến 11 giờ sáng. Sau khi xảy ra tai nạn, thì tài xế Nguyễn Quang Vinh, 33 tuổi và ông Dương Tấn Trước, 41 tuổi, ngồi cùng trên xe bị thương nhẹ, còn tỉnh táo. Riêng ông Bình bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, nhưng đã qua đời tại đây. Ông Lê Hòa Bình, 52 tuổi, quê Quảng Ngãi, kỹ sư xây dựng, từng giữ chức phó giám đốc sở xây dựng rồi được điều động về làm chủ tịch quận 7. Tháng 4 năm 2019 thì ông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở xây dựng. Đến tháng 11 năm 2020, ông được bổ nhiệm vào chức phó chủ tịch thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Và người Việt Nam làm gián điệp cho ba quốc gia khác nhau. Kính thưa quý vị, Lai Tech là bí danh của người cộng sản bí mật đã làm gián điệp, thề trung thành với chính phủ của Pháp khi lần đầu tiên làm việc, sau đó là Anh Quốc và cuối cùng là Nhật Bản. Tài liệu bí mật được tiết lộ cho thấy vào hồi tháng 2 năm 1947, tại một ngôi nhà bí mật ở ngoại ô Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo lâu năm của đảng Cộng sản Malayan, viết tắt là MCP, đã biến mất bí ẩn với chiếc vali chất đầy vàng và tiền mặt khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Toàn bộ ngân quỹ của đảng này và người tổng thư ký đã được biết đến với bí danh là Tech, Lai Tech, không bao giờ quay trở lại Malayan, lúc đó là thuộc địa của Anh Quốc, và nay là Malaysia. Vài tháng sau khi được cho là mất tích, ông Lai Tech đã làm gián điệp cam kết là trung thành với ba quốc gia khác nhau, được cho là đã chết ở Thái Lan. Tim Peng là thủ lĩnh đơn vị du kích kế nhiệm của Lai Tech, làm tổng thư ký của MCP đã cho biết là Cộng sản Thái đã bóp cổ Lai, nhét xác vào cái bao tải ném xuống sông. Đối với MCP, đó là một sự kết thúc công bằng đối với một người đàn ông phản bội đồng đội nhiều thập niên. Lai Tech đã chào đời ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20, làm việc cho chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Phương. Sau đó, ông đã trở thành điệp viên song trùng làm việc cho người Anh Quốc ở Singapore và Malaya, nhận nhiệm vụ phá hoại các phe của Cộng sản ở các thuộc địa trước khi người Nhật quay lại thời Thế chiến thứ hai. Không giống cuộc cách mạng thành công của người Cộng sản ở Việt Nam, cuộc nổi dậy của MCP đã thất bại. Malaya đã được người Anh trao trả độc lập vào năm 1957, nhưng người Cộng sản đã bị đánh bại. Người Mỹ gốc Á lớn tuổi kém hạnh phúc, ít được trợ giúp so với các sắc dân khác ở Hoa Kỳ. Theo những kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây thì được công bố trên tạp chí American Board of Family Medicine, cho thấy là công dân Hoa Kỳ gốc Á ít hài lòng với cuộc sống hiện tại và không nhận được sự trợ giúp về mặt tinh thần so với các sắc dân khác tại quê hương thứ hai. Cuộc nghiên cứu được công bố cuối tháng 2 dựa vào số liệu cuộc khảo sát tình trạng sức khỏe năm 2018 của Bộ Y tế California cho thấy rằng chỉ có 54% người Mỹ gốc Á lớn tuổi cho biết họ hài lòng với cuộc sống so với 80% người được hỏi ý kiến thuộc các chủng tộc khác. Tương tự thì chỉ có khoảng 56% người Mỹ gốc Á lớn tuổi nói đã nhận được sự trợ giúp cần thiết về phương diện xã hội và tinh thần, tỷ lệ thấp đáng kể so với 80% dân số các sắc tộc khác. Trong dân số người Mỹ gốc Á thì người Nam Hàn lớn tuổi biết đến mức độ hài lòng về cuộc sống thấp nhất, khoảng 40%, chưa đầy 1/3 dân số Nam Hàn nói đã nhận được sự trợ giúp cần thiết về xã hội và tinh thần so với gần 2/3 người Trung Quốc và Philippines.
DJ Aida, giám đốc điều hành Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Người Mỹ gốc Á, Thái Bình Dương cho biết rằng sự dị biệt về xã hội và văn hóa khiến người lớn tuổi bị gạt ra khỏi ngoài lề sinh hoạt xã hội và hơn một nửa trong số họ có trình độ tiếng Anh hạn chế. Phúc trình của Trung tâm Người cao tuổi Quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương nói, đại dịch đã làm cho người lớn tuổi bị cô lập và sự cô đơn có thể làm họ không hài lòng với cuộc sống. Một phúc trình mới của Liên đoàn Người Mỹ gốc Á cho thấy là 75% người gốc Á lớn tuổi ở New York không muốn rời khỏi nhà vì sợ hãi số vụ bạo lực chống lại họ đang gia tăng. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Vâng, và xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Boca, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Tại Cavi Avenue, thành phố Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và tại Valley Boulevard, thành phố San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời.